Hello, xin mến chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đây là một cục đẩy rất là đẹp, nói chung là chất âm rất là hay. Cục đẩy này mang tên là PR2.12, thương hiệu LX Algotic. Một cái sản phẩm đẩy 2 kênh, công suất lớn anh em nhé. Con này công suất của nó cho ra là 1200W trên một kênh và sử dụng mạch Class H, tiếng bao sáng cho anh em. Đó, thì với cục đẩy PR2.12 này hôm nay em có bóc ra và sẽ test cho một anh. Đó là anh Thái nhé. Anh này anh ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, ok chưa ạ? Thì vừa rồi thì em cũng đã bóc hộp đây. Đây vỏ hộp của nó đây anh em nhá. Đó, nó con này nó khá nặng cho nên là một mình là cũng không thể vừa bóc vừa quay video được. Thì hôm nay em bóc luôn ra. Thì như em thấy đây, con này tất cả nó mặt thì phay nhôm. Và được phủ một lớp sơn tích điện, nhìn nó rất là sang trọng. Rất là sang trọng. Con này thì nó sử dụng là 5 vỉ mạch anh em nhé, 5 vỉ mạch. Có độ trễ cho anh em. Chất âm hay, tiếng sáng. Thì cục đẩy này thì hiện tại thì em đang bán với giá là 7 triệu đồng. Thì bác cũng đã cọc trước cho bên em, là bác Thái bạn cọc trước bên em là 500.000 đồng rồi. Thì bác còn thanh toán nốt với nhân viên bưu điện là 6 triệu 500.000 đồng và cái tiền phí ship nữa anh em nhé. Anh em lưu ý là con này 7 triệu là chưa gồm phí ship anh em nhé. Đấy. Thì về thì bác chơi là một cặp loa đôi 40, cặp 525. Thì con này thì chơi một cặp loa 525 để đánh thì quá là căng rồi. Thì đây là cái mẫu đẩy phải nói là rất là tốt, rất là đẹp. Anh em thể thấy đây, nó có thể soi gương được anh em nhé. Có thể soi gương được luôn. Và sử dụng một cái nút nguồn ở đây, nhìn nó rất là chất. Volume. Con này thì chiết áp của nó, chiết áp bi vặn rất là nhẹ. Nó được đây, tất cả chiết áp nó bằng nhôm hết anh em nhé, nhôm tiện. Cho nên là vặn nó rất là nhẹ, rất là thích con này. Và cục đẩy này thì nó nặng gần 30 kg. Đó. Thì bác cũng đã tham khảo rất kỹ và cuối cùng bác lại lấy cục đẩy PL212 này của bên em. Ok, thì vì em sẽ test nhạc. Ở đây thì em sẽ test nhạc trên con điện thoại này anh em nhé. Đó, trên điện thoại này. Và test từng kênh một, sau đó sẽ gửi đi cho anh. Đó. Đó, sẽ bật điện nguồn lên này. Ok chưa? Khi bật điện nguồn lên thì nó sẽ dơ le tự ngắt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thử từ kênh 1 này. Kênh 1 này. Đó, kênh 1 đấy anh em nhá. Anh em thấy tiếng thế nào ạ? À? Rất là sáng đúng không ạ? Kênh 2 này. Ok chưa? Ở đây em sẽ cho to tiếng nhạc lên này. Đó, kênh 2 này. Ở đây em đang chơi hai cặp loa 30 em nhé. Chơi hai cặp loa 30 luôn. Nơi tiếng đi hoa chiều hồng đàn. Đó. Vẫn còn dư rất là nhiều công suất. Đó. Quay mặt đằng sau cho anh em. Đây đường nhạc vào nhá. Đó, tín hiệu input này. Lấy tín hiệu từ điện thoại vào đây. Đó, đây là dây ra loa. Ở đây thì em linh loa, mỗi kênh là chơi một cặp loa 30. Ok chưa? Các chế độ gạt Mario, Sorte, Marine thì đang để Sorte anh em nhé. Đó, đang để Sorte đây. Đấy, đồ chạy đây. Đồ chạy đầy đủ hết cho anh em, đúng không? Ngoài ra nó có đều có hai đường linh hết. Con này quạt thì chạy rất là êm. Đấy, hai quạt, tất cả là 4 quạt anh em nhé. Lần trước 2, lần sau 2. Đó, rất là êm. Chính hãng, thương hiệu LX Algotic. Đó. Thì con này thì anh em về anh em chơi những cái dòng loa full đôi 30, full đôi 40 hoặc là súp kép 50 anh em nhá. Thì đánh đều đánh được hết. Súp kép 50, súp đơn 50. Thì đây là cái dòng đẩy công suất lớn để chúng ta về chơi gia đình và chơi sự kiện đều được.
Thì anh em có thể tham khảo cái mẫu đẩy này. Công suất chuẩn nó cho ra là 1200W trên một kênh và sử dụng mạch class H anh em nhé. Tất cả bên trong nó là nguồn đồng hết. Con này thì em cũng làm video mở nội thất cho anh em xem rất nhiều rồi. Đây đều có tem bảo hành chống hàng giả cho anh em, về anh em được quét mã QR rồi. Chiếc bảo hành điện tử. Một sản phẩm rất là đẹp, nó đẩy size 2U. Và con này chiều sâu của nó thì nó rơi vào tầm ngoài 50cm anh em nhé. Ngoài 50cm. Chạm vào rõ vân tay luôn. Anh em thấy ạ, quá chất luôn, một cái sản phẩm rất là tốt để gửi đi cho bác. Xin đôi xin một lần bên tôi, tiếng rất là sáng đúng không ạ? Cho tôi yêu bằng hình hài đó không lỗi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lên bằng văn chương ôm tim hậu ngoài kia súng nổ nó lửa đêm đen tầm đàn hay tiếng em ngoài kia súng nổ nó lửa đêm đen. Con này với công suất như vậy cho nên là anh em thể thấy không, tiếng của nó ra nó rất là tiếng của nó ra rất là căng anh em nhé, tiếng rất là căng, rất là chắc và rất là sáng tiếng. Thì con này nó sử dụng sò Toshiba anh em nhé, và lên tới là 52 sò chưa kể bù áp, 52 sò sò Toshiba và chưa kể bù áp, ok chưa ạ? Đây là sản phẩm rất là tốt hiện tại. Đấy, một cái dòng đẩy mới nhất 2022 để đến với tay tất cả các bác anh em nhé. Kênh rất là đầy đủ. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu mua cái cục đẩy công suất lớn như thế này, chất như thế này, thì anh em cứ liên hệ với em nhé. Công suất con này hiện tại là 1200W, rất phù hợp cho anh em chơi những dòng phun đôi 40 hoặc súp kép 50 anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em thôi. Tất cả sản phẩm bên em đều là hàng bóc hộp hết, anh em thấy bóc nguyên hộp hết, hai lớp hộp luôn, ok chưa? Để gửi đến cho anh em, và trước khi gửi thì em test rất là kỹ rồi, test khá là kỹ đúng không ạ? Vặn rất là nhẹ nhá, con này độ nhạy rất là cao. Đó. Thì giá đang rất là tốt cho anh em, chỉ 7 triệu đồng thôi. Đó, một sản phẩm rất là tốt, mới nhất 2022. Thì anh em có nhu cầu cứ gọi điện trực tiếp với em. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì gọi alo cho em nhé. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.